minh ngọc xin mến chào quý khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến ai đó đã từng than rằng hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát cho loài người chia biên giới thế gian cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát cho tình anh chưa bén đã lụi tàn vâng những mối tình vượt qua biên giới vốn dĩ bao giờ cũng có nhiều trông gai chắc trở bởi ngoài tình yêu các đôi lứa còn phải vượt qua muôn trùng cách ngăn của núi sông vời vợi của thời gian nước chảy đá mòn của lòng người dễ đổi thay của khác biệt về văn hóa luật pháp nhưng với những trái tim yêu thương đồng cháy và mạnh mẽ không có biên giới nào có thể trở thành rào cản ngăn trở tình yêu, mọi cách ngăn sẽ được xóa hết. Vâng, câu chuyện mà hôm nay Minh Ngọc mang tới cho quý vị và các bạn sẽ là một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về sức mạnh của tình yêu biến những điều không thể thành có thể. Hy vọng sẽ làm quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn và thêm tim yêu cuộc sống này. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với diễn biến của câu chuyện Tình không biên giới các bạn nhé. Rang, rang, rang. Chuông báo thức đã reo đến lần thứ ba. Ái mới nheo nheo mắt nhắm, mắt mở để với tay tắt báo thức. Ôi, đã 6 giờ 15 phút rồi sao? Rõ ràng mình hẹn báo thức lúc 5 giờ 30 thôi mà. Ái cuống cuồng, bật dậy như tên bắn, lao mình vào nhà tắm, đánh răng, khoát vội nước lên mặt, mặt cho tỉnh táo. Miệng gặm bánh mì, tay sỏ dày, sách túi và phi như bay tới công ty. Những người ở cùng trong khu nhà không quá xa lạ với hình ảnh này nữa. Cô là Ái, cô gái trẻ, năng động và rất tốt tính. Cô đang ở độ tuổi 23 vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Tuy rằng là bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhưng vì chưa tìm được việc phù hợp, nên cô chọn đại một công ty xin làm công nhân để chống đỡ tạm thời những ngày đang thất nghiệp. Cô ở cùng chị gái đang kinh doanh quán ăn nhỏ ở đầu phố. Cô năng động lắm. Cô đi làm một ngày tận 12 tiếng đồng hồ, nhưng khi vừa về nhà là cô sắn ngay tay áo cùng phụ chị bán hàng khi thì chạy bàn, có khi là nấu nướng, thậm chí có khi còn kiêm cả làm shipper luôn ý. Ở cô luôn toát lên đầy năng lượng và tràn đầy sức sống. Với mái tóc dày, đen bóng, luôn buộc đuôi ngựa cùng khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của cô nàng mới lớn bởi đôi mắt to tròn cùng con người đen láy sống mũi cao cùng đôi môi mọng hồng hồng cực đáng yêu gia đình cô rất khó khăn. Cha mẹ phải chật vật mãi mới có thể gắng nuôi cô ăn học tới lớp 12. Chị gái cô học lực rất khá, nhưng thương cha mẹ, thương em. Chị cô bỏ dở giang ước mơ được đi học để phụ mẹ nuôi em gái là cô được tiếp tục ước mơ bước chân và giảng đường đại học. Ngày ái cầm trên tay tờ báo trúng tuyển đại học, ái mừng lắm vội vã khoe với mọi người ai cũng cười ai cũng vui hết nhưng đằng sau nụ cười đó cha mẹ cô thì có phần lo lắng bởi sức lực có hạn mà cũng muốn cho con được học hành chị gái cô có lẽ là người vui nhất vì từ đây em gái sẽ là người viết tiếp ước mơ của chị ngày ái mặc chiếc áo dài trắng đứng trước mặt chị chị cười đến chảy nước mắt không biết chị vui cho em gái hay cả chị buồn cho cả chị nữa. Nhờ tài nấu nướng giỏi giang, chị gái cô dần dần đã mở được một quán ăn nho nhỏ. Tuy không được rộng lắm, nhưng được cái sạch sẽ và phục vụ chu đáo nên khách rất đông. Chị cố gắng cật lực để thay cha mẹ nuôi ái suốt 5 năm học đại học. Bởi vậy ái thương chị lắm. Dù làm cả ngày mệt nhoài, nhưng ái chưa một lần than thở những mệt nhọc của mình cô đã lớn rồi cô mạnh mẽ hơn để cùng phụ chị gánh vác những chuyện to nhỏ trong nhà công việc của ái cứ đều đặn từ sáng tới tối như vòng quay của kim đồng hồ vậy cô phải đứng suốt thôi vì cô làm công nhân mà đôi chân lúc nào cũng mỏi nhừ ra mà đôi tay phải nhanh thoăn thoắt ấy vì để làm cho kịp dây chuyền sản xuất nhưng chưa một lần có ai thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của cô. Thay vào đó là nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng, làm khuôn mặt cô sáng bừng hẳn. Chủ nhật hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ hắt qua từng kẽ lá của dàn cây tóc tiên đang đổ lá xanh mơn mởn điểm xuyết xuống hiên quán trước nhà, làm cho không gian thêm yên bình mà thoáng đãng đến lạ. Cơn gió cuối mùa hạ thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi ẩm và mùi tươi mát từ con sông phía trước, làm lay động hàng bằng lăng đang vươn mình đón hết những giọt nắng đầu ngày cho kịp khô, những giọt sương còn đọng trên lá đang tụ hạt long lanh. Chính vì nhờ vị trí quán ăn của chị gái ở ngay cạnh sông mà tạo lên một không gian đủ nắng, gió và hoa rất thơ và yên bình cho những con người yêu sự lặng yên và chậm rãi. Buổi sáng là khoảng thời gian bận rộn nhất vì khá là đông người uống cà phê. Chị gái đang bận chuẩn bị nấu nướng để bán cơm trưa nên nhiệm vụ của ái là bán cà phê buổi sáng hít tràn lồng ngực mùi thơm của nắng sớm mai ái cười thật tươi và bắt đầu một công việc của ngày mới cô gái nhỏ nhắn này trông thế mà nhanh nhẹn ghê phết ấy một mình cô vừa pha cà phê vừa bưng bê cho khách khách vừa gọi thôi nhưng nhoáng cái cô đã xong ngay uầy hôm nay có khách mới kìa chị ái cười hí hớn, huých cùi trỏ nhẹ nhẹ vào lưng chị gái khi vừa thoáng thấy một anh chàng trông rất bảnh bao vừa bước vào quán. Thôi, thôi cô nương ơi, anh nào tán tỉnh cô, cô cũng ngó lơ một nước, vậy sao giờ lại dở trứng mê dai thế? Chị quay lại buông lời trêu chọc ái, hai chị em cười vui vang cả một góc quán anh chàng bành bao vừa vào quán, chọn ngay chỗ ngồi cạnh góc nơi trưng mấy chậu hoa hồng đang độ trổ nụ mà ái đã kỳ công chăm sóc. Phong thái nho nhã, khoan thai lại càng làm toát lên vẻ bí ẩn của anh chàng này. Vừa bước lại gần để khách gọi món, cô phát hiện ra anh chàng này không phải là người Việt. Nhác thì cuốn sách anh cầm theo, cô đoán chừng anh là người Nhật cô vội vàng kéo tay chị ra góc. Chị, nguy rồi, em biết mỗi tiếng Anh thôi, mà cái anh chàng đẹp trai kia hình như là người Nhật ý. Chị cũng bán cho khách nước ngoài nhiều rồi, chị có nói được câu nào tiếng Nhật không vậy? Ờ hay, mày đi học còn chẳng nói được nữa là bảo chị, mày cứ nói đại tiếng Anh xem nào. Đang thong dong lướt nhẹ xem cuốn menu, loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện của hai chị em đang đứng gần đấy bất giác anh khẽ mỉm cười chần chừ một lát ái bạo gan lại gần để hỏi anh bằng một câu tiếng anh đầy nội lực và sóng dạc cho hỏi anh muốn dùng gì ái đang đứng suy nghĩ cách giải thích làm sao cho anh chàng này hiểu nếu như anh chàng này thắc mắc về thức uống ở đây mải suy nghĩ chợt đâu nghe một giọng nói đầy trầm ấm vang lên cho tôi một ly cà phê sữa. Quái, anh ta nói tiếng Việt kìa. Ôi trời, xấu hổ quá đi mất. Vậy là lẫy giờ mình và chị đứng nói chuyện, anh ta nghe và hiểu hết rồi ư? Cô đỏ bừng mặt, chạy một mạch vào trong, bỏ lại sau lưng một nụ cười tươi của một mỹ nam đang rất khoái chí. Mời anh ạ. Ái đặt tách cà phê xuống cho anh và vội vàng chuồn lẹ vì cô vẫn chưa hết xấu hổ. Cô gái này quả thật khiến anh cảm thấy rất buồn cười và cũng có chút thiện cảm đấy chứ. Sau khi ái rời đi một mình, anh nhâm nhi tách cà phê và đọc nốt cuốn sách đang đọc dở. Sau khoảng thời gian mới qua Việt Nam được 5 tháng, đây là sáng chủ nhật đầu tiên anh bước chân ra ngoài, mang theo một cuốn sách địch bụng sẽ ngồi ghế đá công viên cho thoáng đãng nhưng khi đi qua quán này không gian và cách bài trí ở đây khiến anh phải dừng chân lại anh thích không gian nơi quán này anh thấy nó yên tĩnh nhẹ nhàng như tính cách và tâm tư của con người anh vậy gấp lại cuốn sách và ngồi trầm tư nhìn về con sông phía trước mặt nghĩ về khoảng thời gian mới chân ướt chân sáo tới việt nam anh sinh ra trong một gia đình thuộc tầm khá giả ở nhật cha mẹ đặt tên cho anh là isamu với mong muốn anh là người mạnh mẽ kiên cường sống trong khuôn khổ từ bé ít nhiều đã hình thành lên tính cách điềm đạm và trầm tư của anh như bây giờ anh chỉ biết lao mình vào công việc để đạt được những thành công mà cha mẹ anh mong muốn cho nên đến tận bây giờ tuy đã thành công khi anh đã ngồi được ở vị trí ít ai mơ tới được, nhưng anh chưa một lần nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhìn những con thuyền thi thoảng thấp thoáng từ xa xa lại, khơi lên cái sự khao khát tự do mạnh mẽ trong anh. Có lẽ là khi phải sống trong sự áp đặt của cha mẹ khá lâu, khiến cho anh phần nào trở lên già dặn và cứng cáp hơn ở độ tuổi 32. Khi nhận được thông báo qua Việt Nam công tác, anh chẳng chần chừ mà đồng ý đi ngay, mặc cho khác biệt về văn hóa, mặc cho khác khí hậu hay khẩu vị ăn uống, anh vẫn chấp nhận, vì anh muốn sự tự do. Dẫu biết sẽ rất khó khăn khi bắt đầu công việc ở một môi trường mới, sống một cuộc sống mới ở xứ khác tận 3 năm cũng sẽ rất là chật vật. Nhưng ngày mà anh xách vali ra sân bay, trong lòng anh thấy nhẹ nhõm lắm. Mèo, mèo. Âm thanh của em mèo có bộ lông vàng ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô ả mèo vàng này không ngần ngại người lạ mà nhảy phốc lên lòng anh ngồi. Hóa ra ở đây cả chủ, cả mèo đều mê trai đẹp giống nhau. Ngồi tựa lưng vào ghế, nhâm nhi tách cả phê ngon. Đôi tay ve vuốt bộ lông mềm mượt của em mèo nhỏ trong tiết trời đầy nắng và gió thì còn thú vui nào hơn nữa đâu mimi lại đây ngay nào là tiếng của ái khi thấy cô ả mimi đang làm tay vị cho khách nhưng ả ta đâu phải dạng vừa đâu đang nằm trong lòng trai đẹp dễ gì mà chịu xuống chứ ý ơi gọi mimi hoài không được ái phải tiến tới góc quán để bế mimi về ngại ngùng không biết nói thế nào khi mèo của mình đang nằm phè phỡn trên người khách ái hơi lúng túng thật xin lỗi con mèo này hư quá tôi xin phép đem nó vào trong ạ định bụng sẽ trả lời lại cô là không sao hết vì anh cũng thích mèo nhưng nhìn thấy cô bé này khá là thú vị y xong muốn trêu chọc cô một chút xíu anh lấy điện thoại ra gõ gõ vào phần dịch thuật và đưa điện thoại lên cho nhìn. Tôi chỉ biết một vài câu tiếng Việt đơn giản thôi, tôi không hiểu cô nói gì. Hai mắt ái tròn xoe lên và khuôn mặt bừng sáng lên hẳn. Cô cười lộ cả hàm răng trắng bóng và trong lòng vui như hội vì cô đang nghĩ thầm rằng thật may mắn khi anh ta không rảnh tiếng Việt. Chứ để anh ta mà biết mình đã hí hơn tới cỡ nào Khi thấy trai đẹp ấy, là anh ta bước vào quán Thì xấu hổ chết mất thôi Ái chỉ chỉ tay và ả à mèo vàng Đang rụi rụi đầu vào lòng anh Mà hé nửa mắt nhìn ái như thách thức Isamu hiểu ý Trả lại Mimi cho ái Khi cô cúi đầu nói Sorry liên tục Anh vội xua tay ngỏ ý rằng Không có gì ôm cô mèo bướng bỉnh quay lưng đi ái nhẹ người mà thốt lên ôi thật may là anh ta không biết tiếng việt tuy cô nói nhỏ thật nhỏ nhưng vẫn đủ lọt và tai anh chàng đang ngồi phía sau mà nở một nụ cười mỉm trông chừng rất thú vị xong ruổi quay trở về trên con đường ven ngoại ô thành phố dọc bờ sông vừa đi Isamu vừa nghĩ đến cô gái nhỏ nhắn lúc nãy, cô gái mà đã làm anh phải bật cười tận mấy lần. Từ khi qua Việt Nam tới nay, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái thú vị như thế. Vừa đi vừa nghĩ vậy mà loáng tái đã sắp về tới nhà rồi. Dù được phân bổ ở trong khu căn hộ cao cấp của những chuyên viên thuộc diện đi công tác, nhưng anh vẫn chọn cho mình một căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố. Tuy nhỏ nhưng ngập tràn hoa và cây cỏ. Trong căn nhà cũng bày trí đơn giản và tối giản hết mức. Một cái bàn nhỏ trưng một bình hoa cẩm chướng, bên cạnh là chiếc ghế sofa màu rêu. Đi sâu xuống một chút là căn bếp nhỏ gọn, bày biện những nồi, ly, muỗng nhỏ nhỏ, xinh xinh phòng ngủ nhỏ mà ấm cúng với gam màu xanh nhạt trông rất mát mắt cả căn nhà thoạt nhìn trông đơn sơ nhưng lại toát lên sự sạch sẽ vô cùng nổi bật trong căn nhà là sách sách của anh nhiều vô cùng nãy cứ phân tâm bởi cô gái chủ quán kia mà anh lại quên nhìn tên quán là gì chiều nay nghe chừng hơi lười anh muốn đổi khẩu vị một chút từ khi qua việt nam anh vẫn duy trì ăn món nhật vì có một đôi lần cố ăn thử món ăn việt nhưng anh đều thấy không ngon miệng nhưng hôm nay bỗng dưng thấy tâm trạng vui thế lạ anh quyết định thử ăn lại món ăn việt lần nữa coi sao cầm điện thoại lướt lướt các trang quảng cáo bán đồ ăn sẵn anh dừng mắt bởi một quán có tên khá đặc biệt là nhân ái vào xem các món ăn trang trí và màu sắc khá bắt mắt, anh quyết định đặt thử một phần. Ở quán, ái vẫn đang tất bật phụ chị nấu cơm để bán cơm chiều. Tính cô vốn sẵn vô tư, hơn nữa hôm nay khách khá là đông nên cô cũng quên bén luôn việc xấu hổ của cô khi gặp phải anh chàng người Nhật kia. Ái, chuẩn bị có mấy đơn đi ship nè. Chị gái cô gọi lớn khi chị đang check đơn mà khách đặt on. Công việc này với ái không có xa lạ gì nữa. Cất vội cái tạp dề, cô lại tất bật chuẩn bị món ăn để giao khách. Chiều nay, tận năm đơn cơ đấy. Sau khi sắp xếp lại các món đồ cần giao từ gần tới xa, cô đội chiếc nón bảo hiểm hình con ong màu vàng nổi bật cùng chiếc áo thun và quần xiên nựng. Trông cô rất trẻ trung, nhưng trông cũng ngổ ngáo lắm. Được cái là nổi nhất phố luôn ý vòng vèo hết các ngõ nhỏ cũng xong mấy đơn, vừa về tới nhà, chị gái lại giao ngay nhiệm vụ mới là giao một đơn mới ở gần đây. Nhưng mà cái đơn này lạ lắm, yêu cầu đủ thứ hết cả. Nào còn phải đủ nóng, giao trước 17 giờ rồi, còn không bỏ cái này, phải có cái kia và đặc biệt không có món nào được bỏ tiêu hết. Vừa đi ái vừa suy nghĩ chắc vị khách này khó tính lắm đây mà cũng không biết là trai hay gái nhỉ vì vị khách này đã chuyển khoản thanh toán và chỉ để mỗi địa chỉ nhà và số điện thoại công nhận vừa khó vừa bí ẩn ui phía trước ngã tư vừa có một vụ đụng xe làm đường bị tắc một đoạn dài thôi xong ái nghĩ thầm trong bụng không biết có tới kịp giờ hay không. Vị khách này nghe chừng rất khó tính. Nhỡ đâu bị hủy đơn thì thôi xong á. Lỡ mà bị đánh giá sao bị thấp, chắc cô bị chị gái trọi đá lủng đầu quá. Chờ mãi tận 15 phút đường vẫn chưa thông được. Ái vội vàng mở, gu mếp tìm đường tắt. Nếu mà chỗ khác thì cô không phải gò đường đâu. Tuy nhiên chỗ này tuy gần nhà, nhưng mà trong đường hẻm, lên quả thực cô chưa tới bao giờ. Bên này, Isamu đang đọc báo. Thi thoảng mắt anh liếc về đồng hồ, nhìn kim phúc nặng nề lướt dần lên số 12. Đã sắp 17 giờ, trong lòng anh nghe chừng hơi bực. Vốn dĩ anh là người Nhật, nên anh cực kỳ tuân thủ thời gian việc lãng phí thời gian đối với anh là điều tối kỵ. Loay hoay mãi mới tới được chỗ giao hàng, đi đường vòng mà cũng lâu phết đó chứ. Ái vội bước xuống, một tay nhấn chuông cửa liên hồi, một tay giơ lên nhìn đồng hồ. Thôi chết, đã 17 giờ 10 Lần này mà quán bị đánh giá thấp là cô không sống nổi với chị cô mất thôi. Từ nào giờ, chị cô đã phấn đấu chưa để khách hàng đánh giá thấp bao giờ và chị luôn lấy đó mà tự hào, cũng như là mục tiêu mà phấn đấu. Thôi, lần này dù có phải dùng mỹ nhân kế, à không, cô có phải là mỹ nhân đâu mà có kế. Ừ thì, dù có phải dùng khổ nhục kế thì cô cũng phải cố chiều lòng vị khách này bằng được. Ở trong nhà, vốn mang tâm trạng hơi bực bội, rồi giờ lại cộng thêm tiếng nhấn chuông cửa inh ỏi, lại khiến Isamu bực thêm thật là ồn ào. Vừa bước ra đã thấy hai cọng dâu con ong trên chiếc mũ bảo hiểm vàng chóe tới chói mắt. Vì ái đứng quay lưng lại nên anh chưa kịp nhận ra cô. Nhìn từ sau anh nghĩ sao cái người này vừa ồn ào mà trông lại thật kỳ quái. Nghe tiếng bước chân, ái quay mình lại. Đùng, nghe như tiếng sét đánh ngang tai Cả anh và cô đều giật mình khi thấy mặt đối phương. Nhưng không kịp để suy nghĩ lâu, ái nhanh nhẩu phân bua rằng đường tác rồi cô đã vất vả như nào để tới đây. Đang thao thao bất tuyệt, chợt cô khựng lại khi thấy anh đang khoanh tay nhìn cô chăm chú như người ở hành tinh khác tới. Cô mới chợt nhớ ra là anh không rảnh tiếng Việt. Chỉ chỉ tay vào trong nhà, ý cô muốn đi vào nhà sau khi nhận được cái gật đầu từ anh cô nhanh nhẩu bước vào trong nhà trước cả anh thoạt nhìn người ta cứ tưởng cô là chủ nhà cơ đấy làm cho anh bước theo sau cũng phải bật cười vì độ vô tư của cô gái này vừa vào tới nhà cô đã ngó nghiêng tìm căn bếp ý cô muốn là sẽ hâm nóng thức ăn để chuộc tội vì cô tới muộn làm cho đồ ăn đã nguội mất rồi anh vào tới, vừa cầm điện thoại lên chưa kịp mở khóa màn hình. Ái đã vội vàng phi tới, chụp lấy tay anh ngay lập tức. Vì cô nghĩ anh đang lấy điện thoại để đánh giá dịch vụ. Cô cầm tay anh cười xề xòa, gỡ điện thoại ra bỏ xuống bàn. Nhưng không biết rằng mặt anh đang đỏ bừng lên như trái cả chua chín vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có một cô gái cầm tay anh như thế này. Cô bỏ tay anh ra cầm điện thoại gõ lóc cóc vào phần mềm dịch. "Tôi sẽ làm nóng đồ ăn, nhanh thôi." "Sẽ nhanh thôi mà." Khi đưa điện thoại lên cho anh xem, cô không quên nở nụ cười tươi hết cỡ, cùng đôi mắt to đùng đang chớp chớp liên hồi. Ngoài cái gật đầu ra thì Isamu chẳng thể làm gì hơn cả, vì cô gái này quá là hài hước và đáng yêu hơn nữa cô nàng này đang làm anh đỏ bừng mặt lên và cổ họng thì khô khốc cô đi vào nhà bếp bày đồ ăn ra và cho vào lò phi sóng đôi tay nhỏ nhắn làm miệng khẽ hát cái mũ bảo hiểm còn chưa kịp tháo ra nên cứ lắc lư cái đầu hai cái râu của con ong cứ đung đưa trông buồn cười lắm anh đứng một góc quan sát cô lạ Cô thì mặc nhiên rằng anh không biết tiếng Việt nên cứ vô tư mà hát rồi còn nói Ôi, cái chảo mà lắng bóng vậy luôn á. À? Khiếp, cái bàn không một hạt bụi luôn. Khó tính phải biết. Ở một mình mà cũng bày biện chén, đũa, muỗng nhiều quá ha. Cô vô tư nói nhưng nào đâu biết sau lưng cô đang có ai kia khoanh tay đứng nhìn và nghe hiểu hết mọi điều cô nói. Chẳng qua vì lúc sáng muốn trêu chọc cô Nên anh mới lừa cô rằng Anh không rảnh tiếng Việt Nhoáng cái Thức ăn đã nóng rồi Cô bày biện ra bàn ăn Liếc thoáng cái Thấy còn mấy trái cà chua cạnh đó Cô vẫn kịp hí húi tỉa hình bông hồng Bày lên phía trên đồ ăn Như một thói quen Vì tính cô cũng thích màu mè Và bày biện Cô nhanh nhẩu kéo tay anh lại Ngồi vào bàn ăn lại một lần nữa, hình như cô đang làm anh thấy khó thở. Nhìn hấp dẫn đấy chứ. Nhưng anh chưa kịp cầm đũa lên, cô lại chia ngay điện thoại anh ra trước mặt, ý bảo anh mở điện thoại lên. Cái cô này, sao tự nhiên thế nhỉ? Có lẽ nào định âm mưu chiếm nhà mình chăng? Isamu nghĩ thầm trong bụng, nhưng anh vẫn mở điện thoại ra theo ý cô muốn. Cô chỉ chỉ kêu anh mở áp ra rồi. Chỉ anh Úm vào mục đã nhận hàng. Tới phần đánh giá, đôi mắt cô lại tròn xoe và long lanh lên như đang nài nỉ anh cho đánh giá 5 sao. Có ai mà thoát khỏi đôi mắt đó cơ chứ? Anh cũng không ngoại lệ, nhưng mà anh có ý định đánh giá thấp đâu, tự cô hiểu nhầm thế chứ. Lúc nãy anh định cầm điện thoại lên gọi điện thoại ấy vậy mà bị cô canh chừng tới giờ sau khi đã đạt được mục đích lấy năm sao về cho quán cô chúc anh ngon miệng và chào ra về trước khi về vẫn không quên nở nụ cười thật tươi khiến cho ai kia bối rối isamu thong thả thưởng thức những món ăn trên bàn ngon đó chứ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy món ăn việt lại ngon và hợp khẩu vị như thế không biết là do quán ăn nấu ngon hay là vì do hôm nay tâm lý của anh hơi bất bình thường. Sáng hôm sau, lại tiếp tục là một buổi sáng hối hả của ái khi cô lại tiếp tục ngủ nướng như mọi hôm. Sau khi khoáng nước cho kịp ướt mặt để tỉnh táo, cô lại chạy như bay tới công ty. Hên là vẫn kịp giờ, cô reo thầm trong bụng khi vừa chấm công kịp lúc trước khi chuông reo và ca làm việc. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, công việc khá là nhiều khiến cho đôi chân cô mỏi nhừ. Dù có mệt là thế, nhưng khi kết thúc 12 tiếng làm việc về tới quán ăn của chị, là ai như biến thành một người khác. Cô vẫn năng động và tràn đầy sức sống. Isamu lại khác, anh luôn làm chủ thời gian mình. Anh dậy rất sớm, nhàn nhã nấu ăn sáng thưởng thức cà phê, chăm sóc vườn cây xong mới đi làm. Công việc của anh tuy có 8 tiếng nhưng bận rộn lắm, lăn lộn với đống hồ sơ và giấy tờ chả mấy chốc mà tới giờ về. Trên đường về, anh đi qua quán của ai. Hóa ra quán ăn này tên là Nhân Ái. Định bụng ghé vào nhưng anh chợt mỉm cười và nảy ra ý định khác. Anh mở app điện thoại và đặt cơm cho bữa tối. Ừ thì cũng không hẳn là anh lười lấu, Chỉ là anh muốn gặp lại cô gái thú vị hôm qua 18 giờ chuông reo Vội lau khô tóc và mỉm cười Vì anh đoán chắc là cô shipper hôm qua đã đến rồi Bước ra cửa Anh ngờ ngợ vì không thấy cái mũ bảo hiểm Con ong vàng chóe mở cửa ra Thì đúng chưng hửng thật Hôm nay là anh chàng khác tới giao đồ anh có chút hơi thất vọng lộ ra trong mắt anh. Nếu biết như vậy, chiều nay anh đã ghé quán rồi. Đồ ăn hôm nay thơm phức, còn nóng vô cùng, nhưng mà sao anh cứ cảm giác nó không ngon được bằng chiều hôm qua. Sáng nay, Isamu vẫn dậy thật sớm. Sau khi chăm sóc cây, ngước lên đồng hồ mới điểm 6 giờ 15, còn sớm lắm. Công việc của anh bắt đầu từ 8 giờ mà có chút chần chừ nhưng mà đôi chân anh vẫn cứ như bản năng đi tới quán nhân ái vừa đi anh vừa nghĩ rằng ừ thì vì cà phê ở đấy ngon nên anh nghe tới nhưng thực ra anh đang cố đánh lừa cảm giác bản thân mình chỉ có anh mới biết anh tới đó để tìm ai vẫn không khí tĩnh lặng giữa lòng phố này vẫn mùi hương thoang thoảng nhẹ của những khóm hoa trước quán vẫn là vẻ yên bình này, vẫn là ly cà phê sáng thơm và quen, nhưng mà sao vẫn thấy thiếu? Anh thấy thiếu đi cô gái đáng yêu, cái cô gái đã chót gieo tương tư vào lòng anh rồi. Ngày hôm nay với anh quả là một ngày thật dài rồi đây. Sao mỗi hôm nay trong lòng anh thấy không có được thoải mái lắm, ngổn ngang với bao mối công việc, nhưng chỉ cần ngơi tay một chút là cái hình ảnh hai cái dâu con ong kia đang đung đưa lại cứ len lỏi vào suy nghĩ của anh cứ phải lắc lắc đầu hai ba cái mới có thể xóa đi được cái hình ảnh kia ra khỏi đầu không biết hôm qua tới nay sao cô ấy không ở quán câu hỏi đó cứ len lỏi trong đầu anh mãi bầu trời đã ngả vàng chuyển về chiều chưa khi nào anh mong nhanh hết giờ để về như hôm nay, đi qua quán quen thuộc, bất giác anh nhìn vào để tìm kiếm cái bóng dáng thân quen kia, nhưng mà xe lướt qua nhanh quá mà anh thì vẫn chưa nhìn thấy. Anh có cần ghé chợ mua thức ăn cho bữa tối không? Tài xế quay qua hỏi anh. Ừm. Tôi thôi không cần đâu, hôm nay tôi order đồ ăn rồi. Trần Trừ vậy thôi chứ cái ý định đi tìm người kia của anh vẫn cứ thôi thúc không thôi chiều nay anh sẽ tới nữa xem cô trốn ở nơi nào nghĩ là làm liền sau khi tắm xong anh dạo bộ tới quán và vẫn chọn cho mình chỗ ngồi ngay góc quen thuộc ừm hôm nay quán có món gì thơm quá mùi hương bay ra đã khiến bao tử của anh réo cồn cào. Người xuất hiện lần này là chị của cô. Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ? À? Chị cô vừa hỏi, chợt nhớ ra là anh không rành tiếng Việt, lại bối rối đưa cuốn thực đơn cho anh tự lựa. Nhưng mà ai kia có tâm trí để lựa đồ ăn đâu? Mắt anh vẫn đào một vòng quanh quán để tìm cái bóng sáng ấy nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy. Nhận ra chút thất vọng trong ánh mắt của anh, chị cô cũng thắc mắc, không hiểu anh đang tìm em gái cô hay tìm con mèo mi Định bụng sẽ hỏi anh để anh đỡ mất công tìm kiếm, nhưng mà chợt nhớ anh không rảnh tiếng Việt, nên lại thôi không nói nữa. Anh chọn cho mình món cơm tấm, nhìn hình ảnh trông khá là bắt mắt đấy không biết hương vị thế nào. Mười phút sau, đĩa cơm nóng hổi cùng rau, thịt trông hấp dẫn vô cùng. Thôi thì có thực mới vực được cái đầu, cứ ăn trước đã, còn có sức mà tìm ong vàng. Nhàn nhã, nhấm nháp tách trà sau khi ăn xong, anh vẫn cố ý chờ thêm một lúc để tìm ong vàng. Nhưng mà ong bận đi tìm mật mãi nơi nào chưa thấy về. Liếc qua đồng hồ đã 19 giờ 15, anh ra về mà trong lòng có thoáng chút buồn. Khi anh rời khỏi thì Ái lại vừa về. Cô tan ca lúc 19 giờ và từ công ty về nhà sẽ mất khoảng 15 phút. "Cái anh chàng người Nhật hôm bữa vừa ghé đấy," chị cô nói vọng ra. "Ôi, cái tên khó tính đó ư?" Ái vừa đáp lời, vừa nhớ đến cái hôm đi giao đồ Định mệnh ngày hôm trước. Chẳng thèm thay đồ, ái đã lau vào bếp xin chị ngay một phần cơm mà ăn như hổ đói. Đến ế chồng mất thôi, rời ạ. À. Chị vừa dí ngón tay vào chán cô mà mắng. Sao mà ế được? Hay là em hốt ngay cái anh chàng người Nhật kia chị nhỉ? Ái vừa nhai nhồm nhòa, vừa đáp. Hai chị em cười vang lên cả góc bếp chị em cô là thế đấy dù chị có hay mắng cô nhưng chị thương cô như mẹ vậy vốn dĩ quán có tên là nhân ái vì nhân là tên của chị và ái là tên của cô sở dĩ cha mẹ đặt tên hai chị em như vậy chỉ có một mong muốn hai chị em có tấm lòng hiền hòa bao dung với mọi người Hai chị em như hình với bóng không thể tách rời, bởi nên ái cứ ỉ và chị mà không chịu lớn. Mới có vài lần mà đã hình thành thói quen mất rồi thì phải. Sáng nay cũng thế, sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng, cứ như một thói quen mà đôi chân Isamu cứ hướng về quán cà phê. Mặc dù anh không hy vọng rằng sẽ được gặp cô đâu vì đã mấy lần tới không gặp được nên ít nhiều anh cũng hơi nản lòng. Thôi thì cứ thong thả mà thưởng thức một ly cà phê sáng cũng được mà. Hôm nay anh đi muộn hơn hôm qua một chút, 6 giờ 30 anh mới tới quán. Cái chỗ ngồi ngay góc quán ngoài hiên hình như đã trở thành lãnh địa riêng của anh rồi thì phải. Vương Vội ngồi vuốt ve cô nàng Mimi đang ngủ ngon trong lòng. Anh vừa nhìn ngắm dòng sông trước mặt tận hưởng khung cảnh yên bình bỗng đâu tiếng phanh xe két chói tai phá vỡ luôn khung cảnh yên bình đó mimi đang ngủ ngon cũng giật nảy mình mà cong người lên bỏ chạy chưa kịp định thần anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà anh đang chờ đợi bấy lâu chị chị cho em một cái bánh ngọt và một hộp sữa nhanh nào nhanh nào em sắp muộn làm rồi ái hớt hải cắm đầu chạy vào quán nên không kịp nhìn thấy có ai kia mắt đang sáng rỡ lên nhưng mồm thì đang há hốc vì kinh ngạc. Hôm nào cũng dậy muộn, tôi mà giám đốc công ty cô, chắc tôi đuổi cô ngay. Ý. Chị cô vừa mắng cô, nhưng tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn sáng cho ái. Cô chạy như bay ra cửa, nhìn sang thấy anh đang nhìn mình, cô nở nụ cười chào anh rồi ôm xe mà đi thẳng vì cô sắp muộn làm để lại ai kia đang ngồi ngần ngơ vì nụ cười ban nãy hóa ra là cô đi làm nên mới không có ở quán tự nhiên trong lòng anh vui lên hẳn vậy là anh được nhìn thấy cô rồi dù chỉ là thoáng qua một chút chiều nay anh vẫn sẽ tới vẫn sẽ chờ để gặp cô bằng được hôm nay hình như bầu trời xanh trong và nắng đẹp như hôm qua. Chiều hôm nay, Isamu vẫn tiếp tục dự định tới quán. Đang định đi thì có cuộc họp ngoài giờ đột xuất nên mãi 19 giờ anh mới xong việc. Khoác chiếc áo gió mỏng, anh dạo bước tới quán. Giờ này anh đã đói lắm rồi. Tầm này quán vẫn còn khá là đông khách. Thật may lãnh địa của anh vẫn còn trống. Có lẽ đã khá quen với khẩu vị của anh nên không cần anh phải lựa chọn đâu, no, chị gái đã kịp chuẩn bị bữa tối theo đúng khẩu vị của anh rồi. Ái vừa làm về được một lúc, cô vừa tắm xong và cũng chưa ăn tối. Hôm nay cô mặc một cái áo thun hồng cùng với quần sóc, trông cô rất trẻ trung và cực kỳ cá tính. Mái tóc gội còn hơi ẩm, đôi lọn tóc ướt dính vào bên má, trông cô lại càng quyến rũ vô cùng. Chị có gì cho em ăn chưa đấy? Ái đứng sau lưng chị mà nũng nịu. Chưa, có làm mới có ăn chứ. Này, bê món này ra kia cho anh người yêu mày kia. Chị chọc cô và tay chỉ ra phía góc khiên nơi anh đang ngồi ở đó. Sáng nay do vội đi làm, cô chưa kịp chào anh cho phải phép. Mà cô cũng quên chữ đáp lễ cảm ơn anh cái lần đã tha bổng cho cô cái tội giao hàng trễ hôm nọ. Cô vừa ra tới, đã làm cho ai kia thêm một lần nữa phải bất ngờ. Cô xóa tóc như thế này trông thùy mị hẳn. Anh không nghĩ là có thể gặp được cô như này đâu. Anh thoáng bối rối mà chẳng biết nói gì cả, chỉ biết gật đầu và cảm ơn thôi. Cô vừa rời đi mà anh đã ôm ngực thở phào, không hiểu cái cảm giác này là gì. Nhưng cô xuất hiện một cái là cả người anh cứ cuống quýt lên hết cả. Cạch, tiếng của đĩa mì đang nóng hổi vừa đặt xuống phía đối diện của anh. Địch ngước lên bảo rằng anh không gọi món này. Thì anh thấy cô đang nhìn anh cười rồi xin ngồi chung bàn. Chết mất thôi, tim anh không đập được nữa mất rồi. Cô cứ vô tư cười nói, mặc kệ anh không hiểu tiếng Việt. Cô cười bao nhiêu lại càng làm cho anh bối rối bấy nhiêu. Anh cứ ngồi nghe cô nói, mặc dù hiểu hết, nhưng lâu lâu anh lại ra chiều không hiểu để cô giải thích, để anh có thể lán lại lâu hơn chút và để được nói chuyện với cô nhiều hơn chút. Ái chống cằm, đăm chiêu nhìn anh mà cứ vô tư nói, vì cô đinh ninh rằng anh không biết. Chồng anh cũng đẹp trai phết đó nhỉ, mỗi tội sao mà khó tính thế bớt khó tính thì yêu cũng được đấy mặt anh đóng bừng lên rồi vờ lảng nhìn sang chỗ khác Chứ lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra rồi anh dùng trà nhé trà này sẽ giúp ngủ ngon ái đưa chỗ isamu một tách trà hoa cúc mời anh uống sau khi đã dùng bữa cô muốn cảm ơn anh cái chuyện giao hàng muộn hôm trước cô vừa gõ điện thoại lạch cạch bảo để cảm ơn nhưng chưa kịp gõ xong anh đã lắc đầu nếu cảm ơn thì phải mang tới nhà mới là thành ý anh đưa điện thoại để cô đọc dòng anh vừa viết hư cha này rõ ràng rất khó tính ghét ghê ấy ái cứ mặc nhiên và chửi thầm anh trong bụng mà đâu có biết rằng anh đang kiếm cớ để gặp cô đâu thôi thì đành vậy chứ lỡ chót mang ơn người ta rồi ái bấm bụng mà xuống nước cô và anh cùng giới thiệu tên tuổi, trao đổi số điện thoại và cả Facebook nữa. Và từ hôm đó, họ bắt đầu làm quen nhau. Từ dạo đấy, anh với cô và cả chị gái cô dần trở lên thân thiết hơn. Anh đều đặn sáng tối, nghe quán như một thói quen. Buổi sáng, thường thi thoảng lại bắt gặp cảnh cô lao như bay đi làm. Buổi tối, mặc nhiên anh và cô cùng nhau ngồi ăn tối nơi góc hiên của quán. Thấm thoát, thế mà cũng đã gần ba tháng. Cô với anh dần hiểu nhau, hiểu nhau tới nỗi, mỗi tối chẳng cần anh gọi món, cô cũng biết anh muốn ăn gì và nấu như thế nào. Cũng có khi cô dậy sớm phụ chị bán hàng, Cô cũng căn giờ chính xác để mà chuẩn bị cho anh một ly cà phê, hoặc cũng có lúc anh tới buổi sáng mà chưa thấy cô xuất hiện, đoán chừng cô dậy muộn nên anh đã vào bếp cùng chị để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thoạt nhìn vào, cứ nghĩ họ là một gia đình. Cái cảm giác ấm cúng này đã có từ rất lâu rồi. Anh không cảm nhận được từ chính gia đình mình thường những ngày chủ nhật khi không quá đông khách cô dẫn anh đi lếm thử các món ăn lề đường nạo ốc bánh cuốn rồi cả bánh chuối chiên quả thực isamu đã phát hiện ra rằng đồ ăn việt ngon tới thế mà lâu nay anh không có nhận ra anh mê việt nam mất rồi có khi anh được cô đưa tới vườn hoa mà cô yêu thích để cùng ngắm mua và đem về trồng. Cô và anh đều rất thích hoa hồng. Cả hai đã cùng mua một cây hồng leo trồng cạnh cửa nhà anh, cùng chăm sóc với hy vọng cây sẽ lớn thành một dàn hoa hồng trước ngõ. Thoạt đầu, cả hai còn có chút bối rối, nhưng dần già lại thấy dường như không gặp nhau một ngày, nó khó chịu biết nhường nào. Có lúc, anh dịu dàng vén gọn mái tóc của cô đang xõa xuống cũng có khi anh đằm thắm nhìn vào mắt cô như ẩn ý khơi gợi tín hiệu đèn xanh được bật lên từ cô. Nhưng chẳng hiểu do cô cố tình không hiểu hay cô vô tư mà cô chưa lần nào nhìn thấu được tâm tư của anh. Hôm nay có khách hàng đối tác quan trọng tới tham quan công ty nên anh bộn rộn lắm. Sáng nay anh chỉ ghé uống cà phê xong phải chào chị gái để đi trước chứ không chờ ái được nữa vì anh phải tới công ty sớm khách hàng hôm nay thuộc đối tượng quan trọng nên từ giám đốc đến nhân viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm sau khi chào hỏi ký kết hợp đồng isamu dẫn khách đi tham quan xưởng sản xuất xưởng rộng mênh mông vừa đi anh vừa giới thiệu sản phẩm trong nhà máy cho khách tham quan vừa đưa tay chỉ về phía xa xa kia để giới thiệu dàn máy mới, anh chợt thấy bóng lưng quen thuộc. Có lẽ nào là ai không? Anh nghĩ thầm trong bụng và có chút hơi thẳng thốt. Khi cô đang nghiêng người, khuôn mặt ấy dần hiện ra. Chính là ái. Cô là nhân viên của anh bao lâu nay mà anh không hề biết. Quen nhau bao lâu rồi mà thật sự chưa khi nào anh hỏi về công việc của cô cả. Hóa ra anh vẫn có chút vô tâm vậy sao? Vì phải dẫn khách đi tiếp không có nhiều thời gian để anh đứng thẩn thơ suy nghĩ lâu. Nhưng mà thấy cô đứng làm việc tất bật như thế, quả thực anh cảm thấy có phần hơi xót xa. Anh đã âm thầm xem hồ sơ xin việc của cô. Hồ sơ có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, kỹ năng chuyên môn tốt thế này nhưng không hiểu sao cô lại chọn công việc làm chân tay có phần vất vả như này. Một thời gian dài, sau đó anh quan sát cô làm việc. Cô rất thạo việc, thậm chí còn làm tốt hơn nữa là đẳng khác. Cộng với tính tình cô hòa đồng nên được mọi người quý mến nhiều. Công việc em có mệt không? Isamu hỏi ái khi cả hai đang ăn tối. Cũng không mệt lắm đâu, em thích công việc đó, Chị gái cô nói chen vào, khi nghe cả hai đang nói tới vấn đề công việc. Thích cái gì? Công tôi nuôi ăn học để giờ làm công nhân hoài sao có được? Tại em không chịu đi xin lấy một công việc tốt hơn đấy. Chị cô nói đúng. Ái là người ngại thay đổi, cũng không hẳn cô chấp nhận làm công nhân mãi, nhưng với công việc hiện tại cô vẫn thấy phù hợp. Đồng nghiệp cũng tốt và cô cũng có thời gian để phụ giúp chị buôn bán tạm thời em chưa có tìm được công việc khác nhưng em sẽ tìm mà nghe cuộc trò chuyện của hai chị em dẫu biết là ái yêu thích công việc đó nhưng nghĩ đến chuyện cô có năng lực mà lại bỏ phí khiến anh không khỏi chăn trở không hiểu sao mấy tuần lại đây công việc của ái bị thay đổi cô được điều chuyển đi học thêm ở các bộ phận khác lâu lâu lại còn tham gia các khóa học đào tạo nữa nhưng rõ ràng những cái này không phải là công việc của một người công nhân đối với cô thì những việc này chẳng có gì là khó thậm chí cô còn tiếp thu rất nhanh là đẳng khác nhưng tự nhiên có sự thay đổi đột ngột khiến cô ít nhiều thắc mắc cô cũng tâm sự chuyện này với chị gái chị vui mừng thấy rõ còn bảo với cô đây là cơ hội hiếm có còn khi nói chuyện này với Isamu thì hình như anh chẳng quan tâm là mấy. Thấy anh cứ nói lạng sang chuyện khác. Sáng chủ nhật hôm nay, tiết trời hơi xe lạnh. Anh đã hẹn cô sáng nay sẽ cùng nhau, sẽ dạo phố xá, ghé hiệu sách và vào vườn cây mua một ít hoa để trang trí thêm cho quán. Đã 7 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy anh tới. Với một người chỉn chu và quan trọng giờ giấc như anh thì việc tới muộn những tưởng sẽ không xảy ra. Nhưng rõ ràng hôm nay cô chờ mãi tới gần 8 giờ sáng mà vẫn không thấy anh đâu cả. Chẳng thể chờ thêm nữa, cô quyết định tới nhà anh. Quãng đường tới nhà anh gần như đã quá quen thuộc rồi, vì cứ vài ba hôm cô nàng mèo Mimi lại chạy theo anh về nhà anh ở nên cô cứ phải tới nhà anh để đón Mimi về bấm chuông mấy lần mà cũng không thấy ai mở cửa cô nghĩ thầm trong bụng có lẽ nào không có anh ở nhà hay lại bỏ đi đâu cho mình leo cây rồi nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà trong lòng cô cứ thấy sốt ruột lắm nên thôi kệ cô tự mở cửa bước vào dù sao dạo trước anh có đưa cho cô chìa khóa nhà anh mà căn nhà im phăng phắc cửa sổ đóng nên còn thấy hơi mờ tối om om dạo xuống bếp, rồi ra sau vườn, cũng không thấy bóng người đâu. Nghĩ bụng, anh không có nhà. Cơn hờn rỗi trong lòng, đang bắt đầu trỗi dậy. Cô định bỏ về, chợt nhớ chưa ghé phòng ngủ. Nhưng tự nhiên vô phòng ngủ người ta có kỳ quá không? Nghĩ thế thôi, chứ cô vẫn bước vào. Đây rồi, thì ra là đang ngủ. Cái đồ mê ngủ này, Cô nói lớn và lại đánh nhẹ anh một cái Nhưng mà anh vẫn nằm im Tưởng anh định hù cô Nhưng khi sờ lên chán Thấy anh đang bị sốt đùng đùng Cô vội vàng lấy khăn và nước ấm Trường và lau mặt cho anh Đây là lần đầu tiên Cô nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này Công nhận anh đẹp thật Cô đưa tay sờ dọc sống mũi cao mà thẳng tắp của anh Đôi mắt đang nhắm nghiền Lông mi rũ xuống trông anh nhẹ nhàng và điềm tĩnh vô cùng cặp chân mày đen rậm nổi bật trên khuôn mặt chữ điền hơi dám nắng toát lên vẻ nghiêm nghị mà oai phong bàn tay hư hỏng đang chuẩn bị lướt xuống đôi môi mỏng đang hơi hé kia bỗng có bàn tay chụp tay cô lại làm cô giật mình anh đã tỉnh từ lúc cô lau mặt cho anh cơ nhưng mà anh cứ nằm im thế mà hưởng thụ cái cảm giác được chăm sóc này chứ Hôm qua anh chơi thể thao hơi muộn Rồi tắm nước lạnh Nên có lẽ vì thế mà anh bị sốt Nhưng khi cô đang bơn trớn trên khuôn mặt của anh Thì anh bị căng thẳng quá độ rồi Cái con bé này thật là biết trêu ngươi Sốt có một chút mà nghe chừng muốn bốc hỏa luôn rồi Em định làm gì anh đấy? Cô giật mình, vội rụt tay lại Bối rối chẳng biết nói câu gì chứ giờ không lẽ lại tự đi nhận là mình đang háo sắc cô kiếm cớ đi nấu đồ ăn sáng mà một mạch bỏ chạy với khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua chín thực ra trong lòng cô khi mỗi ngày càng tiếp xúc với anh cô lại càng thấy quý mến anh hơn ban đầu cô cứ nghĩ là tình bạn nhưng có đôi khi ở cạnh anh vô tình đụng vào tay anh hay bất giác nhìn thấy anh cười tim cô đập rất nhanh cô chưa yêu bao giờ cô cũng không biết cái cảm giác này với anh có phải là tình yêu hay không nhưng cô thật sự rất thích anh muốn được ở cạnh anh nhưng những điều này chỉ là nằm trong suy nghĩ cô không dám thổ lộ ra cho anh biết suy nghĩ trong lòng mình vì cô thấy địa vị của cô và anh tranh lệch quá nhiều cô không biết anh làm việc ở đâu cô chỉ biết anh là quản lý của một công ty lớn vì thế cô cảm thấy mình không xứng anh nằm nhìn theo bóng lưng của cô đang hí húi nấu trong bếp cô khéo tay không thua gì chị gái chỉ một thoáng chốc đã có mùi thơm bốc lên theo làn khói tỏa ra từ trong căn bếp chỉ một chút sau cô mang lên cho anh một bát cháo đang tỏa khói thơm phức từ hôm qua tới giờ anh cũng đã đói lắm rồi khi ngồi xuống anh ăn loáng một cái đã hết sạch tô cháo anh toát được mồ hôi cảm thấy người đã khỏe hơn nhiều cô gái bé nhỏ này quả là có ma lực ôi cái cảm giác này thật sự anh đã mong mỏi và khát khao từ lâu rồi cái cảm giác mà anh và cô cùng sống dưới một mái nhà được nhìn thấy cô hàng ngày được cô chăm sóc được cô lấu từng bữa ăn chỉ là anh chưa biết nói ra như thế nào để cô dễ dàng tiếp nhận để cả hai không phải bối rối lỡ như cô không đồng ý thì cả hai cũng không mất đi tình bạn đẹp này từ rất lâu anh đã yêu cô cũng chẳng biết là từ khi nào nữa có lẽ là mỗi khi gặp cô là mỗi lần tim anh loạn nhịp hay có thể là những khi không thấy cô anh cứ thấy trống trải mà buồn lắm hay có chăng là những lúc thấy cô vất vả chật vật với cơm áo gạo tiền mà anh không thể giúp hoặc không có lý do để được gánh vác cùng cô anh xót xa lắm có những khi từ trong thâm tâm mình anh đã nghĩ anh muốn nói với cô rằng anh yêu em nhưng bao lần đối diện với cô đối diện với ánh mắt đen lay láy đầy sự vô tư đấy anh lại không thể nào mở lời được vì anh sợ cô không đồng ý sợ sẽ mất cô bên mình cái tình yêu đơn phương này anh đã chôn chặt trong lòng từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay khi được nhìn ngắm cô ở khoảng cách gần như thế này được nếm trải giây phút ấm áp được người phụ nữ mình yêu thương chăm sóc cho dù là ngắn ngủi, nhưng anh hạnh phúc ngập tràn. Anh chẳng thể kìm nén nỗi lòng mình hơn nữa. Trái tim anh như muốn vỡ hòa ra để cô thấy được tấm chân tình của anh, để anh được ôm trọn cái tình yêu này của mình. Anh tiến lại cô từng bước, từng bước một, thật gần, thật gần. Anh ôm cô từ phía sau khi cô đang rửa chén, cái mùi hương thoang thoảng như mùi hoa hồng này, giờ đây anh đã được hít một hơi sâu như đem lại tất cả mùi hương trên người cô đi vào làm căng tràn lồng ngực mình. Ái thoáng chút bất ngờ vì cái ôm của anh. Cô như nín thở, tay chân trở lên thừa thãi, cũng không biết nên làm gì. Cô xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy mộng mị mà Isamu đang nhìn mình anh em chẳng để cô nói hết câu nữa, cả khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đã được đôi môi anh đón lấy. Anh nhẹ nhàng lướt trên đôi môi căng mọng mà bấy lâu nay anh thầm nhìn lén cô khi cô cười. Dường như thời gian đang đọc lại trong không gian yên ắng ấy, chỉ còn hai con người đang ôm lấy nhau, trao nhau những mật ngọt như chút lấy bao nhiêu yêu thương giấu kín đã dồn nén bấy lâu nay. Anh yêu em. Anh thì thầm vào tai cô những lời từ tận sâu đáy lòng mình. Anh vẫn ôm chặt lấy cô như sợ rằng những phút giây này sẽ trôi đi nhanh chóng cô cả người đang bay bổng như trên mây Cảm giác này là mơ hay thật Sao khoảng khắc này ngọt ngào đến thế Cô không biết diễn tả cái cảm giác này của mình như thế nào nữa Cô chỉ biết cô quá đỗi hạnh phúc Điều mà cô mong mỏi thực sự đã đến rồi Mình yêu nhau nhé Anh nhẹ nhàng nói với cô Khi nhìn sâu vào ánh mắt đang hơi ngấn nước của cô anh thực sự đang rất mong chờ. Ánh mắt anh nhìn cô như đang cầu khẩn vậy. Cô chỉ lặng lặng gật đầu mà nét mình vào lồng ngực anh vì cô biết không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Ngày hôm ấy, bầu trời như xanh hơn và nắng đẹp hơn dọi xuống hai con tim đang vì nhau mà cùng thổn thức. Sau bao nhiêu tháng ròng rã, Ái được đào tạo và học thêm bao nhiêu là khóa học. Hôm nay cô chính thức được thăng chức. Cô được chuyển vào làm nhân viên văn phòng nơi phù hợp với ngành học và chuyên môn mà cô đã được đào tạo. Đón nhận niềm vui này, cô đã khoe ngay với anh và chị gái. Cả ba người giờ thân thiết không khác gì người một nhà. Có lẽ, chị gái cô là người vui nhất khi cô được thăng chức. Đó không chỉ là công việc mà đó là thành quả bao năm nay chị đã cố gắng nuôi cô ăn học. Chỉ riêng mình anh biết trước việc cô được lên chức, nhưng tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực của cô hết. Anh chỉ là ở cạnh bên hỗ trợ một chút xíu mà thôi Với tính cách sởi lời và hòa đồng của mình Cô nhanh chóng thích nghi với công việc mới và đồng nghiệp mới Đầu óc nhanh nhẹn và tính cách tháo vát Ái đã nhanh chóng bắt kịp tiến độ của cả nhóm. Nay cô không phải đi sớm về khuya nữa. Cô cũng như anh, một ngày chỉ làm việc 8 tiếng thôi. Cô có thời gian nhiều hơn để phụ giúp chị và để ở cạnh anh. Cô đã có thời gian thảnh thơi cho riêng mình. Có những buổi tối lãng mạn cùng anh bên ánh nến. Có những buổi cùng nhau dạo mát tới đêm khuya cùng nhau tâm sự kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện buồn vui trong ngày và cùng nhau trao những nụ hôn nồng cháy sáng nay khi ngang nhà anh bụi hồng trước ngõ mà anh và cô đã trồng nay ra hoa rất đẹp cô vui lắm hồng nở hoa như chính tình yêu nhẹ nhàng mà ngọt ngào của cô và anh cũng đang đơm hoa ươm nhụy vậy Cô mang niềm vui ấy tới công ty và mong mỏi ngày làm việc hôm nay nhanh chóng kết thúc để được gặp anh. Cùng anh ngắm thành quả vun trồng của cô và anh bấy lâu. Ái này, em thay áo dài để chuẩn bị làm lễ khởi công xưởng mới nhé. Ái vừa bước vào văn phòng đã được chị trưởng phòng phân phó nhiệm vụ cao cả vì đồng nghiệp của cô đáng ra làm việc này mà nay bạn ấy bệnh lên nghỉ làm cả phòng chỉ có mình cô có dáng dấp cũng nhỏ nhắn có thể mặc vừa bộ áo dài nào giờ cô cứ toàn mặc đồ thun quần jean trông cá tính nay mặc áo dài vào trông cô nữ tính hơn hẳn trang điểm nhẹ nhàng càng làm toát lên vẻ thanh tú trên gương mặt vốn dĩ đã có nét sẵn của cô đến nỗi Tuấn là đồng nghiệp từ nào giờ, ngồi gần cô chẳng bao giờ để ý hay hỏi cô lấy một lời, mà nay phải há hốc miệng lên nhìn cô đầy ngạc nhiên vì trông cô rất đẹp. Cả phòng ai cũng trầm trồ hết, vì từ khi cô chuyển vào làm đây thì đây là lần đầu tiên trông cô nữ tính thế này. Mọi người đều nhất nhất bắt cô bỏ hết quần jean mà chuyển qua mặc đầm váy dáng vóc như thế này, nếu chỉ mặc quần jean áo thun thì quá phí. Nào giờ chưa có ai khen cô như thế này cả, cô ngại lắm. Ngắm nhìn mình trong gương, cô thấy mình đúng là trông cũng xinh hơn hẳn. Cô nhờ đồng nghiệp chụp giúp mình một tấm hình để tối nay về. Cô cho anh thấy cô mặc áo dài để anh thấy cô xinh như thế nào. Nhiệm vụ hôm nay của cô là mang hoa lên tặng cho giám đốc sau bài phát biểu. Cô hồi hộp lắm, vì từ khi vào làm tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được gặp giám đốc công ty. Ở trong phòng chờ, cô cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của giám đốc sẽ như thế nào. Rồi chút nữa lên khán đài, cô phải đi đứng như thế nào. Đến lượt em thì ai, nhanh nhanh nào đang mải mê suy nghĩ tiếng hối thúc của mọi người làm cho cô chợt tỉnh chỉnh trang lại quần áo cô ôm bó hoa bước ra sân khấu cô đi thật chậm rãi và nhìn xuống bên dưới lần đầu trước đông người như thế này càng làm cô thêm căng thẳng nhưng khi bước tới gần giám đốc khi ngước lên hai đôi mắt chạm vào nhau là anh ư tại sao anh lại ở đây Tại sao anh có thể nói tiếng Việt một cách thuần thục như vậy? Vậy mà anh vẫn dối cô rằng anh không biết. Cô tròn xoe mắt mà ngạc nhiên đến cực độ. Anh cũng ngạc nhiên không kém, vì hôm qua anh đã giao công việc xuống để cho cô thật bận rộn, để anh có thể tránh mặt cô. Không phải anh muốn che giấu thân phận mình, nhưng anh sợ cô khó lòng mà chấp nhận. Nhưng mọi sự anh sắp xếp Sao hôm nay lại thế này? Anh ngạc nhiên không chỉ vì người đứng trước mặt anh lúc này là cô, mà lúc này đây người anh yêu thật đẹp. Anh không thể đắm chìm trong sự mê đắm nhan sắc đó lâu được. Đôi mắt cô đã ẩn ẩn nước rồi. Tay cô trao bó hoa cho anh mà run run. Cô bị sốc. Thật sự cô đang cố giữ bình tĩnh để nước mắt không trực trào ra ngay sau khi rời khỏi sân khấu cô thay quần áo và xin về sớm ngày hôm đó anh ngó quanh quất tìm bóng dáng của cô để ôm lấy cô để mà có thể giải thích nhưng không thấy cô đâu khi anh biết cô đã về anh cảm thấy trong lòng lo lắng lắm vì trước nay dù có mệt cô cũng đi làm chứ chưa bao giờ cô xin nghỉ như thế này chết tiệt ấy hôm nay anh lại có quá nhiều việc không thể về anh ngồi ở công ty mà lòng như lửa đốt sau khi tan làm anh vội vàng chạy như bay về nhà anh ghé quán nhưng chị gái cô bảo cô chưa đi làm về vậy là chị gái cô chưa biết được chuyện này anh về phòng của cô căn phòng trống rỗng không có ai ở đó anh về nhà anh biết đâu cô đang chờ anh ở đó nhưng tuyệt nhiên căn nhà vẫn vắng lặng như tờ cô đã đi đâu trong đầu anh chỉ có duy nhất một câu hỏi anh điên cuồng tìm cô điện thoại cô không liên lạc được anh tìm ở tất cả mọi nơi mà anh và cô đã từng qua nhưng vẫn không thấy cô đâu cả dường như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này anh thú thật mọi chuyện với chị gái nhưng không có đủ thời gian để chị hoảng hốt vì chị đang lo cho cô hơn vì chị hiểu rõ lòng tự trọng của cô rất cao cô không thể chấp nhận được rằng vị trí cô có được là nhờ sự nâng đỡ hơn nữa điều duy nhất mà ái cực kỳ ghét chính là nói dối cả chị gái và anh đi tìm cô suốt đêm nhưng vẫn không thấy cô đâu cả đêm nay cô đã không về nhà anh bắt đầu thấy hối hận vì anh đã nói dối cô giá như anh nói ra ngay từ đầu cô sẽ không có bị sốc đến như thế này và có thể cô vẫn sẽ tiếp nhận anh một đêm dài tìm kiếm trong vô vọng ngày hôm sau anh tới công ty với vẻ mặt bơ phờ nhưng anh vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ gặp được cô ở công ty nhưng không anh thấy chỗ ngồi cô vẫn trống trưởng phòng của cô đưa giấy xin nghỉ phép một tuần của cô cho anh ký cô xin nghỉ một tuần sao bây giờ nếu anh không phê duyệt nghiễm nhiên cô phải đi làm nhưng anh đã nghĩ gượng ép cô trong thời gian này là điều không thể được có lẽ một tuần này cũng là khoảng thời gian cho cô bình tâm lại cũng là khoảng thời gian thử thách cho anh khi sống mà không có cô bên cạnh mình thật may cô đã gọi cho chị gái báo rằng cô về quê thăm ba mẹ anh đã yên tâm được phần nào vì cô vẫn an toàn anh xin lỗi anh hy vọng em cho anh một cơ hội để giải thích ngày đầu tiên anh sống xa cô anh chỉ biết lặng lẽ gửi dòng tin nhắn cho cô mặc dù anh biết cô sẽ chẳng hồi âm ngày hôm nay sao quá dài anh chẳng buồn làm gì hết. Thật may vì anh còn đi làm để giết chết đi khoảng thời gian vô nghĩa. Những ngày trôi qua sau đó, anh gần như muốn phát điên lên vì thiếu vắng cô. Anh phụ chị bán, anh chăm cây, anh làm đủ mọi chuyện để anh thật bận rộn mà không có thời gian nghĩ về cô. Nhưng mà con tim nó không thể thắng nổi suy nghĩ nữa. Anh nhớ cô đến kiệt quệ. Đêm nay, anh đã ở phòng của em. Anh không biết làm sao để khỏa lấp đi nỗi nhớ em lúc này. Anh gửi dòng tin nhắn cho cô khi anh đang ở trong căn phòng của cô. Căn phòng cô có hơi nhỏ nhưng sạch sẽ vô cùng. Anh nằm trên giường của cô, đắp chăn của cô để tìm lấy chút hơi ấm của cô còn sót lại, tựa hồ như cô đang nằm kể bên anh. Đã 6 ngày trôi qua rồi, mấy ngày qua với cô cũng không dễ chịu chút nào cô thật sự không tin nổi rằng anh là giám đốc của cô đã bao nhiêu lần cô hỏi anh về công việc anh đã lảng tránh đi anh biết cô làm ở công ty này nhưng rõ ràng từ ban đầu anh đã cố tình nói dối cô việc cô được đi học và lên chức cũng là anh nhúng tay vào vì bình thường chẳng có ai tận tình Nâng đỡ một người công nhân không tên tuổi hết Anh đương thương hạ cô Trăng Anh đã không thành thật với cô Có chăng là vì anh đang xem cô như một trò đùa Chỉ là nhất thôi Bao nhiêu suy nghĩ đó cứ đeo bám Bùa vây lấy cô suốt bao ngày Dày vỏ cô làm cho cô trở lên tiểu tụy Và hốc hác. Cô chẳng khóc nổi nữa Vì cô đã khóc hết nước mắt rồi sáng hôm nay là chủ nhật anh đã dậy thật sớm chờ đón cô để được gặp cô sau một tuần dài ngỡ như là một thế kỷ anh chở cô ở quán nhưng vẫn không thấy cô xuất hiện anh lại về nhà cô kia rồi cửa đã mở vậy là cô đã về rồi chẳng để có thêm một giây thừa thãi, anh lao như tên bắn lại phía cô, ôm lấy cô mà hít cho căng lồng ngực cái mùi hương hoa hồng thoảng nhẹ từ cô. Cả hai đều tiểu tụy như nhau cả, đôi mắt đều thâm quầng, hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc sau bao lâu mất ngủ. Cô vẫn thả lỏng bản thân, mặc cho anh có đang ôm cô thật chặt, như thể cô muốn buông xuôi tất thảy mọi thứ mình chia tay nhé lời cô thốt ra nhẹ như gió thoảng mà khiến cho tim anh và cô đều đau nhói để thốt ra lời này cô cũng đã suy nghĩ từ rất lâu lắm giây phút cô thốt lên lời này trái tim cô đau đến nhức nhối mọi lời nói phát ra đều như nghẹn lại đau đớn cô còn yêu anh rất yêu anh là đẳng khác nhưng làm sao cô có thể đối diện được với anh hàng ngày với suy nghĩ anh đang thương hại mình anh không thể chấp nhận sự thật rằng cô muốn buông tay lời cô thốt ra như ngàn vạn mũi dao đâm xuyên các ngực anh vậy trái tim đau quặn thắt nhói lên tưởng chừng như lồng ngực này sắp vỡ vụn ra vậy hơn nửa năm nay anh đã có cô bên cạnh mình anh không muốn mất cô không muốn rời cô dù chỉ là một giây phút có lẽ cái sai của anh là đã nói dối cô nhưng xuất phát từ những sự nâng đỡ ấy là anh muốn âm thầm hỗ trợ sau lưng cô mà thôi anh không trả lời cô anh không bao giờ đồng ý chuyện này anh chỉ im lặng mà ôm lấy cô như sợ cô sẽ vụt mất khỏi tay mình chân cô đã tê cứng khi anh vẫn đứng ôm cô không cho cô nhúc nhích không cho cô rời anh nửa bước cô điên cuồng đẩy anh ra cô không đụng chạm vào người anh nữa vì nếu không thể dứt khoát cô sợ chính cô lại một lần nữa ngã vào đôi mắt đầy ma mị suy tình kia của anh mặc cho anh đứng trước nhà cô bỏ vào trong đóng cửa và nhốt mình trong phòng anh vẫn đứng chôn chân trước cửa phòng cô cô vẫn lặng im nằm khóc lặng lẽ trong phòng dường như hai con người này đang lấy nỗi đau từ con tim mình mà thi gan với nhau mặt trời đã rời đi sau một ngày tỏa nắng chói chang như thiêu cháy vạn vật trời dần về đêm nhưng anh vẫn đứng đó anh chờ đợi cô mở lòng lại với anh cho anh được một lần giải thích bao lần ngó qua khe cửa sổ cô lo lắng mà thấy thương anh, nhưng cô kiên quyết không ra ngoài để anh lản trí mà rời đi. Nhưng đã nửa đêm rồi, anh vẫn đứng yên đó, đôi mắt u buồn, đầy đau thương mà nhìn vào phòng của cô. Trời lại đổ cơn mưa như sát muối thêm vào vết thương nòng, hai con người đang đau khổ. Thấy anh dầm mưa, cô không chịu nổi nữa, cô bước ra ngoài ôm lấy anh mà khóc òa lên như một đứa trẻ anh yêu em từ lần đầu hai ta gặp mặt anh dối em rằng anh không biết tiếng việt để mà có cớ được gần em anh biết anh sai khi giấu em thân phận của mình anh sợ em khó lòng chấp nhận em nên tin rằng thành công của em là nhờ sự cố gắng và năng lực thật sự mà em có anh ngừng lại nhìn vào mắt cô đầy dịu dàng dù mọi lời giải thích có thể là dư thừa nhưng điều duy nhất anh mong rằng là em tin anh đó chính là anh yêu em anh không muốn mất em hai con người đang run rẩy trong cơn mưa đêm đôi mắt nhạt nhòa không rõ là vì mưa hay là vì cả hai đang khóc chỉ biết ẩn sâu trong hai đôi mắt đó là lỗi sầu sâu thẳm đôi môi run run, vội tìm lấy nhau sau bao ngày xa cách đầy nhung nhớ. Những mật ngọt đó như xóa tan đi bao tuổi hờn, giận dỗi theo làn mưa. Ngày hôm sau, cô đã trở lại công ty làm việc. Dường như sau một tuần, cô đã lột xác thành con người khác. Cô không còn làm bạn với quần xin và áo thun nữa. Thay vào đó là những chiếc váy nhẹ nhàng đầy quyến rũ, càng tôn lên vóc dáng tràn đầy nhựa sống của cô gái chớm tuổi 25. Cô đã biết trang điểm rồi, trông cô xinh hẳn lên khiến cho tim anh càng thêm dạo rực. Anh dường như muốn thu hết mọi hình ảnh xinh đẹp ấy Chọn trong mắt anh và chỉ là của riêng anh. Cô vẫn càng ngày càng xinh đẹp, anh thì càng ngày càng si mê. Với anh, dù cô ở bất kỳ trạng thái nào, dù là khi vừa ngủ dậy với mái tóc rối, hay là khi cô trong bộ đồ thùng thình đi giao hàng, hoặc là khi cô thật kiều diễm với những chiếc váy, thì trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh của cô. Cô thay đổi quá, cô đẹp hẳn lên rất nhiều, tới nỗi Tuấn là đồng nghiệp trước nay chả mày may nhìn hay nói với cô mà nay lại si mê cô như điếu độ. Cứ mỗi buổi sáng tới công ty là cô lại thấy một bông hồng trên bàn mình, rồi là những tin nhắn hỏi han. Isamu làm việc ở một phòng làm việc riêng nên anh không biết mình có tỉnh định. Nhưng khi nghe mọi người trong công ty xì sầm bàn ra tán vào lại không khỏi làm anh thấy khó chịu. Trước nay, mỗi ngày anh hay kiếm cớ đi kiểm tra ở xưởng một lần mà đi vòng qua trước hành lang để đứng từ xa nhìn cô đang làm việc nhưng từ khi xuất hiện tình địch anh cứ đảo qua kiểm tra cô suốt thôi tuấn thì vẫn thế không biết cô là hoa có chủ của giám đốc mà anh không biết cũng phải thôi vì để tránh điều tiếng không hay cho cô thì cô và anh phải yêu nhau trong âm thầm mà không thể công khai dù cho cô đã bao lần từ chối, nhưng Tuấn vẫn kiên trì lắm. Tuấn đến quán cà phê của ái mỗi sáng, hôm nào cũng đều đặn tặng ái hoa hồng, rồi còn chu đáo mà dắt xe cho cô mỗi khi hết giờ làm. Mà Tuấn càng ân cần, càng tấn công ái thì chỉ làm cho ai kia khó chịu hơn thôi. Hôm nay, ái phải tổng hợp thông tin của quý một đầu năm, mà tài liệu lại lưu trên kệ cao quá lối hũi mãi mới lấy được đống tài liệu xuống vô tình ái chật chân lại bị ngã may thay lúc đó tuấn đã lao đến kịp thời ái đã làm gọn trong lòng tuấn nhưng cũng vừa hay cái hình ảnh này lại lọt ngay vào tầm mắt của ai kia đầu đang bốc hỏa vì ghen isamu tưởng như người phát hỏa mặt anh đã nắng bừng lên rồi Bấy lâu nay, vì không thể công khai mối quan hệ này mà anh phải nhìn thấy hết người này đến kẻ khác trêu ghẹo tán tỉnh người yêu của anh. Ừ thì một vài cành hồng hay đôi ba cái tin nhắn anh có thể tạm chấp nhận được. Nhưng đến cái mức như thế này thì khiến máu họa thư trong con người anh đã chợt bừng tỉnh lên rồi. Tại sao lại dám đụng vào thân thể người anh yêu chứ? Máu nóng sôi lên sủng sủng anh hầm hầm bước tới cầm tay ái mà lôi đi sảnh sạch vào phòng làm việc của mình trước con mắt đầy sừng sốt, kinh ngạc của Tuấn. Từ từ, để em giải thích mà. Ái vừa nói vừa gỡ tay anh ra trong khi vẫn bị anh lôi đi. Không có tử tốn gì hết, em đi vào đây ngay cho tôi. Anh kéo cô vào phòng mình, dồn cô lại góc tường mà chất vấn anh biết lỗi không phải của cô nhưng nhìn thấy bàn tay kẻ khác đang chạm vào người mình yêu làm cho anh bức bối khó chịu đến tận cùng anh dồn cô ngay vào góc tường hai tay chống vào tường không để cô chạy đi đâu được hết khuôn mặt đỏ bừng cùng cổ họng đang khô khốc anh không để ái nói thêm một lời nào mà dần áp sát vào cô dùng đôi môi của mình mà trừng phạt cô cái đôi môi hồng căng mọng kia của cô như đang khiêu khích anh vậy khi hai đôi môi kia đang đắm chìm trong men say để xóa đi cái ghen và dỗi hờn của ai kia mà không biết thư ký của anh đang chuẩn bị bước vào đã kịp nhìn thấy cái hình ảnh đầy hương vị ái muội ấy thường một chuyện gì chỉ cần một người biết là đồng nghĩa với tất cả mọi người sẽ dần biết không hiểu sao từ hôm ấy Ái tự nhiên thấy mọi người cư xử với cô có phần khác lạ Tuấn nay không còn đeo bám cô nữa Không bị làm phiền Cuộc sống của cô thấy dễ thở hẳn Chị trưởng phòng nay nói chuyện có phần e rẻ hơn trước Cũng chẳng có nhồi việc cho cô làm nữa Hai chị đồng nghiệp nữ ngày trước hay hỏi han thân thiết mà sau nay có phần lảng tránh cô, Tự nhiên có sự thay đổi đột ngột ít nhiều, làm Ái thấy kỳ lạ vô cùng. Hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà Ái bị đau bụng suốt cả buổi sáng, đang ngồi ôm nhà vệ sinh than trời, bỗng Ái nghe cuộc trò chuyện của hai cô đồng nghiệp nữ trong nhóm khi cũng đang vào nhà vệ sinh. Cái con nhỏ Ái nhìn thế mà ghê thật ấy không biết nó mồi chài giám đốc kiểu gì mà đang là công nhân lại leo lên được đến vị trí bây giờ. Chắc lại cũng kiểu gạ gẫm đổi trác thân xác thôi. Chứ nghĩ nghĩ xem, đàn ông mà, đã mời thì mấy ai từ chối. Biết được bao lâu, ba thứ trèo cao như này, sao mà bền được? Khi nghĩ đến một ngày nào đó, mối quan hệ của anh và cô bị bại lộ thì ái cũng đã đoán trước sẽ có những chuyện như ngày hôm nay xảy ra cô không có bất ngờ vì phản ứng của mọi người cô chỉ buồn là những đồng nghiệp của mình hàng ngày thân thiết với cô tỏ vẻ yêu mến cô mà giờ đây họ lại suy nghĩ về cô tệ như thế ái buồn lắm chiều đó tan làm về cô cũng không buồn bán phụ chị nữa cô lặng lặng về căn phòng nhỏ của mình mà nằm thở dài, nghĩ về anh, về cô, về mối quan hệ này và cả những lời nói và hành động của đồng nghiệp dành cho cô. Cô đi đâu trong công ty cũng bắt gặp ánh mắt đang đổ dồn về cô mà săm soi, bản tán. Cô không sợ, ai nói gì cũng mặc, cô không quan tâm. Cùng lắm, cô nghỉ việc thế là xong nhưng mà lúc này nếu nghỉ việc khác nào tự thừa nhận cô đúng như lời người khác đang nói quan trọng nhất cô lo sợ vì cô mà ảnh hưởng đến anh nếu như có lùm xùm về đời tư thế này không biết anh có bị ảnh hưởng gì hay không nữa đang miên man trong bao nhiêu suy nghĩ cô bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của anh mở cửa ra, đã thấy anh mang tới mấy hộp đồ ăn còn nóng hổi cùng một nụ cười rạng rỡ. Từ khi yêu cô, anh đã theo chị gái của cô học nấu các món ăn Việt Nam. Nay tay nghề của anh đã ngày một khá hơn hẳn. Hôm nay có món ốc mà cô thích, mùi thơm tỏa ra khắp cả căn phòng. Cô chỉ lặng lặng ăn, tối nay cô ít nói hẳn, chỉ có mình anh nói. Lâu lâu Cô chỉ có đáp lời một vài câu, ăn xong cô cũng không nói lời nào, cứ một mình ngồi trầm ngâm như thế. "Em mệt à? Hay là đồ ăn anh nấu không hợp ý em?" Anh sốt sắng quan tâm, nhưng cô chỉ cười nhẹ và lắc đầu. "Anh làm em buồn chuyện gì có đúng không? Em giận anh sao?" Cô không nói gì cả, chỉ lặng lặng tiến lại gần mà gục đầu vào lòng anh. Anh cũng không hỏi cô nhiều nữa, chỉ lặng im ngồi ôm cô mà vuốt ve mái tóc đang phất phơ trước mắt anh. Ấm áp quá, yên bình mà cả an toàn nữa. Giá mà thời gian ngừng trôi ngay lúc này thì hay biết mấy. Thấy cô có vẻ mệt, anh định về sớm để cô nghỉ ngơi, nhưng cô đã chạy theo ôm từ phía sau mà giữ anh lại. Đêm nay cô thấy trống trải và có chút cô đơn hôm nay ở lại với em nhé anh chẳng biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào cả trái tim anh như đang nở rộ tất nhiên anh sẽ ở lại cùng cô rồi đây là diễm phúc từ khi quen cô tới nay là lần đầu tiên anh có được cô như con mèo nhỏ mà rúc vào lòng anh kê đầu lên tay anh mà suy nghĩ đủ chuyện anh hạnh phúc mà ôm cô ve vuốt từng lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cô trong lòng anh nỗi hạnh phúc dâng lên như từng đợt sóng trào trong lòng anh thật yên bình và hạnh phúc cô và anh cùng nhau nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ isamu vẫn giữ thói quen dậy sớm nhẹ nhàng gỡ bàn tay của con mèo nhỏ đang ôm chặt lấy anh sau khi vệ sinh cá nhân xong anh tản bộ tới quán của chị gái để chuẩn bị bữa sáng cho cô mặc dù không nói ra nhưng anh vẫn cảm thấy băn khoăn về thái độ lạ lùng ngày hôm qua của cô chuẩn bị bữa sáng cho cô xong anh hỏi chị về chuyện gia đình sau khi xác nhận rằng ở quán không có chuyện gì xảy ra ba mẹ cô ở quê cũng khỏe mạnh anh đoán chừng cô có chuyện gì đó ở công ty mà đang giấu anh ăn sáng xong anh muốn cùng cô đi làm nhưng cô vội kiếm lý do để né anh cô không muốn anh đi cùng cô tất nhiên anh phải thỏa hiệp rồi anh luôn chiều theo mọi mong muốn của cô mà hơn nữa đêm qua được cùng cô chìm vào giấc ngủ thật ngon giấc ngủ thật sâu mà lâu lắm rồi anh chưa từng có được đó đã là một diễm phúc lớn của anh rồi hôm nay anh đi sớm ngồi một góc ở căng tin của công ty để uống cà phê vì anh có ngồi quay lưng khuất trong góc nên không có ai biết là anh đang ngồi ở đó buổi sáng ở căng tin rộn ràng với bao câu chuyện phiếm của nhân viên trong công ty nhưng ở cái góc phía bên kia một nhóm người đang xâm gian bàn tán chuyện của anh và cô với những lời lẽ nói về cô cực kỳ khó nghe thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cô buồn rầu suốt mấy hôm nay nghĩ đến những cảm giác tiêu cực mà cô đang phải một mình chịu đựng làm anh không khỏi xót xa sáng nay anh không phòng phòng làm việc anh cứ đứng một mình từ xa mà quan sát cô giá như mà có thể anh muốn tiến lại phía cô mà ôm cô để xóa tan đi những tủi thân mà cô đang phải chịu đựng một mình đúng là đồng nghiệp đang có những hành động quá đáng với cô họ cứ tự nhiên làm rơi tài liệu của cô mà cũng không thèm nói lời xin lỗi không biết những người kia đang nói gì với cô mà thấy cô đang cúi mặt bỏ ra ngoài khi anh đang bắt gặp cô một mình lặng lẽ dựa vào tường lén lau nước mắt dường như sức chịu đựng của anh bị phá vỡ anh không cho phép một ai có quyền làm tổn thương người anh yêu mọi người ngưng hết việc chuẩn bị để làm bài test năng lực từ giám đốc yêu cầu nhé cả văn phòng đang yên tĩnh mà chỉ vì lời thông báo của chị trưởng phòng mà nhốn nháo lên cả tiền lệ công ty từ trước tới nay chưa bao giờ có kiểm tra kỹ năng đột xuất như thế này cả nào giờ mọi người cứ làm việc nhàng nhàng lấy lương hàng tháng chứ có mấy ai trau dồi kỹ năng đâu giờ kiểm tra đột xuất như này làm sao mà xoay sở cho kịp bài kiểm tra quả là hóc búa ngay cả những nhân viên lâu năm cũng phải chật vật mãi mới có thể làm được ái vẫn giữ tâm thế bình thản vì cô nghĩ với tình hình hiện tại để mà có thể tiếp tục làm việc ở đây e là quá khó rồi nên là cho dù kết quả tốt xấu như thế nào thì với cô cũng không quan trọng nữa. Nhưng với những gì đã được học, cùng với tố chất thông minh thì bài kiểm tra không phải là quá khó với cô. Gần hết giờ làm, Mêu thông báo kết quả kiểm tra đã được gửi tới mọi người. Ai nấy đều sừng sốt khi kết quả cao nhất thuộc về Ái. Những người trước đây đã lỡ chê bai cô là đỉa đeo chân hạc là chân dài não ngắn nay không khỏi hổ thẹn trước cô tối hôm đó khi từ quán cà phê về đã thấy anh đứng chờ mình trước ngõ khi cô thấy anh mắt cô đã rơm rớm nước rồi không sao cả có anh ở đây rồi anh ôm lấy cô mà an ủi mà xua đi hết mọi ấm ức tủi hờn bao ngày qua mà cô đã phải gồng mình chịu đựng sáng hôm sau đi làm Hình ảnh làm bao người sửng sốt hôm nay là anh dắt tay cô vào căng tin ăn sáng. Giữa giờ nghỉ lại thấy anh mang cà phê cho cô. Đầu giờ chiều, anh đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho cô rót dạ. Đúng, anh công khai mối quan hệ này. Anh không muốn người phụ nữ của anh phải đứng trong bóng tối chịu tủi thân. Thấm thoát, vậy mà anh đã bên cô được 2 năm trong hai năm đó, nhờ sự phấn đấu và được sự công nhận từ mọi người, cô cũng đã nỗ lực lên chức phó phòng. Anh và cô đã cùng nhau trải qua bao vui buồn có cả. Anh cũng đã về thăm gia đình cô để xác định một mối quan hệ nghiêm túc sau này. Anh cũng đã sắp xếp có cơ hội để đưa cô qua gặp gia đình mình. Cũng có khi cô hởn dỗi, làm anh dối bời nhưng sau tất thảy tình yêu của cả hai đủ lớn để xóa tan mọi giận hờn sáng nay anh nhận được thông báo điều chuyển công tác về nhật anh chỉ có một tháng nữa để chuẩn bị thu xếp và bàn giao công việc thông báo quá vội vàng ngay cả bản thân anh vẫn chưa thể dễ dàng tiếp nhận được không biết rằng cô sẽ như thế nào khi tiếp nhận thông tin này anh đắn đo lắm không biết nên nói chuyện này với cô thế nào đường đột quá anh sợ cô sẽ sốc mà thời gian không còn nhiều nếu nói với cô muộn quá e rằng cô sẽ lại càng sốc hơn thôi vì chuyện này mà nguyên một ngày hôm đó anh không thể nào tập trung mà làm việc được tối đó khi đang ăn tối cùng nhau anh nửa đùa nửa thật mà thăm dò cô em này nếu lỡ anh phải điều chuyển công tác về nhật thì em sẽ chờ anh chứ em chờ chứ nhưng bắt em chờ lâu quá thì em sẽ yêu người khác đấy cô vẫn vô tư và hóm hỉnh như ngày nào nhìn cô đang vui vẻ như vậy anh không nỡ nói ra để cô buồn những ngày sau đó anh không để thời gian lãng phí một giây nào chỉ cần hết giờ làm việc ngay có thời gian rỗi, anh liền đưa cô đi ăn, đi chơi, tới những nơi mà cô thích. Anh ôm cô nhiều hơn, hôn cô nhiều hơn, như thể để lưu giữ thêm thật nhiều kỷ niệm bên cô. Vì anh biết, lần này về nước, không biết tới bao giờ anh mới có thể quay lại. Em thấy anh dạo này lạ lắm đấy. Ái thắc mắc khi đang cùng anh dọn dẹp sau bữa tối. Gần 10 ngày nay, cô thấy anh lạ lắm. Nhưng trước nay cô chưa từng gặng hỏi anh một điều gì, vì đối với cô, từ sau cái lần suýt chia tay vì anh nói dối thì cô luôn để anh chủ động nói mọi chuyện với mình. Tầm 20 ngày nữa, anh sẽ phải điều chuyển công tác về Nhật. Anh nhẹ nhàng lại ôm cô từ phía sau, nói với cô một cách nhẹ nhàng nhất, mong sao cô không quá sốc bởi chuyện này anh nói nhẹ nhàng như gió thoảng là thế nhưng cái thông báo này khi ai nghe thấy mà chẳng sốc cho được ái đã khựng lại mất vài giây khi nghe anh nói tay cô bắt đầu run lên rồi thả nhẹ cái khăn lau xuống cô nắm chặt lấy hai tay mình để bớt cảm giác run dậy lại cô sợ cô đang nghe nhầm gần ba năm nay có anh bên cạnh như một người thân luôn hiện hữu bất giác Cảm giác mất mát trong cô trỗi dậy. Cô cắn chặt môi mình thật đau để nước mắt không chảy xuống. Hít một hơi sâu, đôi mắt mở to ngước nhìn lên để kìm những giọt nước mắt đang trực rơi xuống lại. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo, quay lại nhìn anh mà nhẹ nhàng ôm anh. Anh đã chuẩn bị tới đâu rồi? Em sẽ chờ anh chứ? anh không trả lời cô mà hỏi cô điều mà anh cũng băn khoăn bấy lâu em chờ anh ái trả lời đầy quyết đoán dù là bao lâu vẫn chờ anh nhé ái không trả lời anh nữa cô ôm chặt anh hơn nơi khuôn ngực anh cảm nhận thấy dòng chất lỏng nóng hổi đang thấm đẫm vào áo mình đúng rồi là cô đang khóc suốt đêm đó ái đã chăn trở nhiều lắm anh không có sự lựa chọn đó là điều bắt buộc dù bây giờ cô có làm ầm lên hay căng thẳng thì sự thật vẫn không thể thay đổi mà anh sẽ càng khổ tâm suy cho cùng anh rời đi không chỉ mình cô buồn hay mất mát vì chính anh cũng vậy chẳng có thể đo đếm được ai buồn nhiều hơn ai vì khi trái tim đã cùng nhau chung nhịp đập thì dù bên nào có bị hững đi một nhịp thì nơi ngực trái cả hai đều có nỗi đau chung. Cô và anh vẫn yêu nhau mà, chỉ là không thể gần nhau hơn thôi. Ngay lúc này đây, điều cần nhất với anh chỉ có thể là sự cảm thông và thấu hiểu của cô. Cô sẽ chờ anh bao lâu, cô cũng chờ. Còn 20 ngày nữa, cô không muốn hoang phí thêm một giây nào. Có những lúc ở bên nhau cô đã nghĩ rằng giá như đồng hồ kia có thể ngưng lại cô nấu những món ăn mà anh thích những vật dụng của anh cô ghi hết tên cô lên đấy như để đánh dấu chủ quyền cô mua cho anh đủ thứ quần áo như thể để anh luôn có cảm giác cô luôn hiện diện bên anh anh cũng cố gắng quan tâm cô nhiều hết mức có thể anh soạn đủ thứ thuốc phân loại ghi tên cho cô vì cô hay bệnh vật lại còn vụng về anh cẩn thận bao lại hết góc nhọn hay cạnh bàn ghế vì con ong vàng của anh hậu động lắm cứ bị đụng cạnh bàn suốt thôi khu vườn trước nhà anh trồng hết hoa hồng với lời hứa hẹn bao giờ vườn hồng lở rộ anh sẽ về thăm cô có lẽ khi đối mặt với cảm giác sắp phải chia xa, con người ta mới càng trân quý hơn những giây phút được ở bên cạnh nhau và càng hối tiếc những lúc giận hờn vu vơ để trôi qua bao nhiêu quãng thời gian phung phí. Ngày mai, anh sẽ ra sân bay. Có lẽ 20 ngày này là quãng thời gian trôi nhanh vô kể đối với anh và cô. Bên này, chị gái đang sửa soạn quà bánh để anh mang về nước làm quà. Còn ái cẩn thận ngồi gấp cho anh từng cái áo quần, vuốt ve nâng niu từng cái áo như đang lưu luyến muốn kéo anh ở lại. Ngày hôm nay, cô dành chọn một ngày cho anh, cả hai cùng đi picnic, dựng lều cùng nhau hưởng thụ quãng thời gian yên bình ở đồi thông. Khi con người càng tham lam muốn chiếm giữ thời gian thì nó lại càng vụt qua nhanh một cách chóng mặt hôm nay cũng thế cả hai càng tham lam muốn thời gian trôi thật chậm nhưng chẳng mấy chốc mà bầu trời trong xanh kia đã dần ngả về chiều tối nay anh và cô có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến chẳng cần phải nói thêm lời nào chỉ cần ánh mắt nhìn nhau thôi đã đủ hiểu hết vạn lời muốn nói trong lòng cô nhẹ nhàng tiến lại ngồi vào lòng anh ngắm kỹ khuôn mặt anh muốn thu trọn mọi hình ảnh của anh vào sâu trong tim mình. Hai đôi môi đang run run tìm đến nhau đầy khao khát. Sau gần 3 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên họ đến trong nhau đầy dịu ngọt, hòa quyện vào nhau như để chút hết bao nhớ nhung và yêu thương mãnh liệt. Đêm hôm nay, trăng sáng hơn, rọi xuống nhân gian bao ánh vàng hòa cùng vào không gian đầy mộng mị. Ánh sáng đã hắt vào cửa sổ, cô vẫn cuộn tròn vào lòng anh say giấc như một chú mèo con. Anh cứ lặng lặng yên say sưa ngắm cô ngủ. Khoảng thời gian này sao bình yên đến lạ. Cô và chị gái tiễn anh ra sân bay, cả anh và cô nhìn nhau đầy bịn rịn, không nỡ rời nhau chẳng có ngôn từ nào đủ để có thể nói lên cảm xúc đang dâng trong lòng cả hai ngay lúc này. Cô chỉ lặng lặng ôm anh, cố gắng níu giữ anh lại dù chỉ là một giây phút. Em chờ anh. Cô đã hét thật to khi anh bước vào trong để check-in. Bóng anh khuất dần sau dòng người hối hả cùng đôi mắt đã ướt nhòa đi rồi giây phút máy bay cất cánh trao mình trên bầu trời rộng lớn, bất xác, giọt nước mắt của cô đã rơi xuống sau bao ngày kìm nén tận sâu và đáy lòng. Sau 6 tiếng bay ròng rã, anh đã về nước an toàn. Từ hôm nay anh và cô sẽ phải yêu xa, sẽ phải tập làm quen cái cảm giác một mình. Cô lao vào công việc để không có thời gian rảnh để nghĩ về anh vườn hồng anh chồng cô vẫn tưới hàng ngày với một mong muốn rằng vườn hồng kia sẽ nhanh nở rộ. Ở Nhật, thời gian nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng. Mỗi khi anh xong việc ở Việt Nam cũng đã 11 giờ đêm. Nhưng hôm nào cô cũng chờ để có thể gọi cho anh để nhìn anh một chút cho vơi đi nỗi nhớ. Anh bên này nhận công việc mới, cả một ngày bận rộn với công việc ngập đầu cùng nỗi nhớ cô ra diết anh làm việc suốt ngày, mong hoàn thành sớm mục tiêu để có thể rút ngắn thời gian công tác lại. Hy vọng một ngày sớm quay về bên cô. Thấm thoát mới đó đã gần một năm xa nhau rồi. Cô đã cứng cỏi hơn nhiều, không có yếu đuối và hậu động như xưa nữa. Vườn hồng đang ngày một lớn, cũng giống như nỗi nhớ anh trong lòng cô đang dần lớn lên vậy. Công ty đang bắt đầu triển khai dự án mới với đối tác ở Nhật. Cô chợt nảy ra một mong muốn được sang Nhật để gặp anh. Cô muốn tạo cho anh điều bất ngờ. Từ hôm đó, cô mải mê lao vào công việc, cô luôn ở lại tăng ca tới 12 giờ đêm với mong muốn sớm hoàn thành dự án để có thể sang Nhật công tác. Trời không phụ lòng người. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã xuất sắc hoàn thành dự án. Ngày cô sang Nhật đã không xa nữa rồi. Hai ngày nay, anh không liên lạc được với cô. Trong lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Gọi điện cho chị gái, chị chỉ bảo cô bận việc công ty không có về nhà. Tất nhiên, làm sao chị nói sự thật được là cô đang rồng rắn quân trang để chuẩn bị đi tìm tình yêu. Sau khi gửi gắm vườn hồng cho chị, cô đã năn nỉ chị nói dối để cô khiến anh bất ngờ. Nhưng cô vô tư bao nhiêu thì anh lại lo lắng bấy nhiêu khi không thể liên lạc được cho cô. Ngày đầu tiên bước chân qua xứ sở Hoa Anh Đào, cô đã chịu không được cái không khí lạnh ở đây rồi. Ở quê nhà quanh năm nắng ấm, nên qua đây vào ngay mùa lạnh với cô quả đúng là cực hình. Chuyến công tác lần này chỉ có 5 ngày thôi, nhưng cô đã xin phép nghỉ thêm một tuần để nán lại ở cùng anh hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến công tác, đồng nghĩa với 5 ngày, anh đã không thể gọi cô. Cô đang dạo rực để sáng mai có thể gặp anh bao nhiêu thì lòng anh như bốc hỏa bấy nhiêu. Đã mấy ngày liền, anh lo cho cô mà thấp thỏm đến mất ăn, mất ngủ. Tối qua chẳng chọc mãi, tới gần 3 giờ sáng, anh mới có thể ngủ được. Ánh sáng mờ mờ mới lọt qua khe cửa, anh đã nghe thấy tiếng bấm chuông rồn rập. Nay chủ nhật mà ai tới thế nhỉ? Anh thắc mắc vì bình thường nhà anh không có ai lui tới cả. Mở cửa ra, anh phải dụi mắt tới hai ba lần vì không thể tin nổi vào mắt mình. Là ai ư? Là người anh mong nhớ hàng đêm đấy ư? Anh ôm chặt cô gái, mũi đang đỏ lên vì lạnh kia vào lòng. Anh nhớ cô, nhớ đến điên dại. Sau khi cô giải thích lý do vì sao bao ngày qua anh không thể liên lạc với cô, anh hận mình không thể đánh cô một cái thật đau vì cái tội làm anh mất ăn mất ngủ bao ngày qua. Chẳng để cô nói thêm nhiều lời, đôi môi anh phủ lấy khuôn miệng nhỏ xíu đang líu lo kia mà tham lam chiếm lấy. Sau một năm dài xa cách, hai con tim đang loạn nhịp kia lại thêm một lần nữa rơi vào cõi trầm luân anh cũng xin nghỉ phép một tuần để được ở cùng cô anh dẫn cô đi thăm thú đó đây cùng nhau nấu ăn cùng nhau trò chuyện như thể cả hai đang ở việt nam chưa hề có sự chia xa nào anh dẫn cô về nhà mình để ra mắt ba mẹ để hai người được gặp mặt người con gái đầu tiên mà anh yêu càng quấn quýt bao nhiêu thì dường như thời gian càng trôi nhanh bấy nhiêu hay vì thời gian ở nhật trôi nhanh hơn bình thường đó là câu hỏi mỗi khi cô chui vào lòng anh mà cứ ngây thơ hỏi anh như vậy có những đêm đang ngủ anh giật mình tỉnh giấc vì anh cứ sợ đây là mơ cho đến khi nhìn thấy cô đang say giấc bên cạnh mình ngắm nhìn cô hình hài bằng xương bằng thịt chứ không phải là hình ảnh anh cứ chờ mong trong mộng mị khi ấy anh mới yên tâm mà ngủ tiếp chẳng mấy chốc mà một tuần trôi qua nhanh chóng ngày mai cô phải ra sân bay quay về việt nam rồi đêm nay khi đang nằm trong lòng anh tay anh cứ đan chặt vào tay cô mà nhìn ngắm cái đôi tay nhỏ nhắn ấy anh nằm lặng im hít hà mùi hương quen thuộc ấy cho thỏa bao ngày xa cách sẽ không lâu nữa đâu anh sẽ nhanh về bên em anh thì thầm vào tai cô em chờ anh lần nào cũng vậy chỉ một câu em chờ anh tuy ngắn ngủi nhưng lại cương quyết vô cùng đã tiếp thêm cho anh rất nhiều động lực để mà cố gắng rút ngắn thời gian để nhanh được về bên cô cũng là thêm một lần chia xa nữa ở sân bay. Nhưng lần này cả anh và cô đều cảm thấy ấm lòng và tràn đầy hy vọng. Sau lần gặp gỡ nhau ở Nhật, ái càng có động lực để cố gắng hơn. Cô muốn phát triển bản thân hơn nữa để cô xứng với anh. Thời gian rỗi, cô không la quà quán xá nữa Cô học thêm tiếng Nhật, học thêm chuyên môn với mục tiêu có vị trí cao hơn trong công ty để mai này có thể hỗ trợ anh. Cô vẫn thường xuyên dọn dẹp căn nhà của anh, chăm sóc vườn hồng tựa như bao nhiêu nhớ nhung về anh, cô gửi hết vào vườn hồng vậy. Hồng nay đã xa lá sum xuê hơn và ra cành rất nhiều rồi, thấp thoáng có đôi cây đã bắt đầu chớm nụ. Cơn gió heo may của trời thu tháng 8 khiến cho tinh thần mỗi người trở lên thoải mái hơn, trong lòng nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn. Nhưng cái xe lạnh trời thu cũng khiến cho những con người đang cô đơn, bất xác càng nhớ người mình thương đến dạo rực hơn. Hôm nay, vườn hồng mà anh chồng đã trổ hoa rực rỡ cả góc vườn, mùi hồng đã tỏa ra len lỏi vào mũi như nhắc nhở cái lời hẹn của anh hôm nào chiều nay cô tan tầm sớm có chút buồn có chút nhớ anh một mình xong ruổi đi bộ ngắm chiều tà mang trong lòng chút hoang hoải về những ký ức ngọt ngào về anh về tới nhà điều đầu tiên là cô ra ngắm vườn hồng đang rực sắc đỏ kiêu xa vươn mình đón những giọt nắng chiều bông nào cũng đẹp bông nào cũng thơm. Cô hòa mình giữa vườn cây ngắm nghía từng bông hoa rực đỏ, tựa như làng tiên đang vui đùa trong chốn thần tiên. Cúi mình xuống, người mùi hương của bông hồng đang vươn ra cạnh bên, bất giác có bàn tay từ sau che mắt cô lại. Mùi hương này, hơi thở này, hơi ấm này, sao mà quá đỗi quen thuộc. Trái tim cô trong phút chốc đang dần trở lên loạn nhịp đôi vai run run khẽ nghiêng mình lại gỡ đôi tay ra trong vườn hồng thơm ngát trước mắt cô đây là người cô mong nhớ từng ngày đôi mắt to tròn đang dần ẩn nước bất giác mà rơi xuống là giọt nước mắt của hạnh phúc giọt nước mắt của chờ mong anh quỳ xuống dưới chân cô nhìn sâu vào mắt cô đầy chiều mến hoa hồng đã nở ngày mai mình sẽ cưới nhau em nhé quý vị và các bạn thân mến thế là mọi rào cản cho một tình yêu chân thành đã được xóa bỏ câu chuyện kết thúc trong sắc đỏ rực rỡ kiêu xa của hoa hồng trong ngát thương và hơi ấm của tình yêu trong nước mắt hạnh phúc sau bao cố gắng đúng là sức mạnh của tình yêu có thể làm lên những điều kỳ diệu phải không các bạn? Chúng ta cùng chúc cho các nhân vật trong câu chuyện này và cho cả bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia có hoàn cảnh như họ sẽ luôn hạnh phúc các bạn nhé. Minh Ngọc rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, like, chia sẻ và góp ý cho kênh phát triển các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.